Nam Nghiêm quyển 1. Tôi nghe như vậy, một thời nọ, Đức Phật cùng với 1250 vị đại biết xuống ở tại tinh xá Kỳ Viên, gần thành Phong Đức. Tất cả đệ tử của Phật đều được các bậc lại gần chân vô lậu, giáo trụ pháp và trì pháp. Các ngài khéo siêu việt các cõi và có thể thành vị uy nghi ở mọi nơi đến. Họ theo Phật chuyển pháp luân và diệu khoan nhận di giáo của Thế Tôn. Nghiêm trì và thanh tịnh trong giới luật, các ngài là các bậc đại gương mẫu cho các chúng sinh trong ba cõi. Các ngài ứng hiện vô lượng thân để độ thoát chúng sinh, đạt trì và cứu độ những chúng sinh ở vị lai để họ có thể vượt khỏi tất cả trần lụy. Tên của các ngài là Đại trí Thư Lộ Kỷ, Tôn giả Đại Phạm Thức Kỷ, Tôn giả Đại Tất, Tôn giả Mãn Thủ Kỷ, Tôn giả Thiện Niệm, Tôn giả Trần Tính và những vị khác như thế làm thượng thủ. Lại có vô lượng các bậc độc giác đã đạt đến quả vị vô học cùng với những ai đã sơ phát khởi đạo tâm đồng đến chỗ của chư Phật và các vị bích xu đang cư trú. Khi ấy là ngày thượng tướng, là ngày cuối cùng của an cư mùa hạ. Tất cả chư Bồ Tát đều đến tụ hội với mong muốn được chỉ dẫn để đoạn trừ lòng nghi. Tất cả đều không phục Đức Tử Nghiêm và chờ đợi lắng nghe một ngữ của Phật. Lúc ấy Như Lai chẳng đoạn cụ ngồi khi làm an nhiên và vì mọi người trong chúng hội mà tuyên giảng pháp thân áo. Tất cả đại chúng ở trong việc pháp đều biểu chưa từng có. Thanh âm của đại tiên tự nhiên tiếng chiêm diệu thanh đến khắp tất cả các thế giới trong mười phương. Chư Bồ Tát nhiều như soát sông Hằng đến hội họp ở đạo tràng với ngài giữa các tường làm thượng thủ. Khi ấy nhân lời dụ của cha vua Thắng Quân mở thiết lễ trai trong vương cung, nhà vua Thiền Phật và đích thân lên đón Như Lai để dọn rất nhiều cao nhân mỹ vị. Khi ấy ở trong thành các vị trưởng giả và cư sĩ cũng chuẩn bị thức ăn chay cho chư tăng. Rồi họ đứng đợi Đức Phật đến tiếp thọ uống rượu. Đức Phật bảo ngài giữa các tường hãy theo thứ tự mà phân chia các chư Bồ Tát cùng những vị ứng chân đến tiếp thọ thức ăn chay cúng dường của các trai chủ. Chỉ riêng có Tôn giả Khánh Hỷ và sau trước đó đã nhận lời thỉnh riêng và đang đi xa chưa về nên không kịp đến lúc các chư tăng đang phân chia đi khất thực, mà một mình trên đường trở về mà không có thượng tọa hay thầy giáo thọ đi cùng. Vào ngày ấy do chẳng có ai cúng dường nên khi đến giờ mà Khánh Hỷ cầm bát tuần tự phổ bảo thành và tuần tự đi khất thực, dẫn khất thực từ vị thí chủ đầu tiên cho đến vị thí chủ cuối cùng. Và như tự nhủ trong lòng sẽ nhận thức ăn từ tất cả mọi người, chẳng kể là vua chúa cung quý thuộc dòng dõi thanh tịnh hay là những kẻ là người giết mổ thuộc dòng dõi cung quế, với tâm thực hành bình đẳng và từ bi. Ngài chẳng hề kén chọn sang hèn và chỉ phát tâm viên thành cầu mong cho tất cả chúng sinh đều được vô lượng công đức. Tôn giả Khánh Hỷ biết Như Lai của trách Tôn giả Tiện Hiện và Tôn giả Đắc Hầm Vang là các vị ứng chân mà tâm trạng bình đẳng. Do đó ngài không tuân lời dạy của Như Lai về pháp bất thực bình đẳng và không để có người khởi lòng nghi hay phỉ báng. Giữa lúc đi ngang qua cánh hào của thành kia, Tôn giả Khánh Hỷ đi chậm chậm tới cổng ngoài với uy trang nghiêm thể chỉnh. Ngài cung kính tuân theo pháp bất thực do bất thực tuần tự nên khi đi ngang qua một nhà chủ tức là đi ngang qua một nhà chứa và bất chợt của chúng đạo kỹ thuật với sức mạnh chiến thuật của đạo chí hoàng pháp từ một vị trời đạo phạm thiên, một cô gái của bộ tộc Matunga đã cám dỗ ngài lên sâm sàm rồi cô ta áp sát vuốt ve đến cho giới thiệu của ngài sắp bị phá hủy. Bên ngài khánh thể theo nghị dâm thuật khống chế như lai thọ trai xong để quay trở về vì muốn nghe pháp yếu trên nhà vua của các đại thần trưởng giả và các cư sĩ để đi theo Phật. Lúc bấy giờ trên đỉnh Nhược Kế, Như Lai phóng ra 100 luồng ánh sáng báu. Từ trong quan minh báu có một hoa sen nghìn cánh. Trên hoa sen đó có một gái Như Lai đang ngồi xếp bằng với tư thế hoa sen và tư thế thần chú. Như Lai sắc lệnh cho ngài Diệu Các Tường hãy đem thần chú này đến đảo hộ Tôn giả Khánh Hỷ. Khi áp chú tiêu diệt, Diệu Các Tường Bồ Tát đưa ngài Khánh Hỷ lên và khuyên ngài và cô gái hãy cùng trở về chỗ của Phật. Khi thấy Phật, ngài Khánh Hỷ kiềm lễ và thăm khóc. Ngài hối hận vì từ hồi nào đến giờ chỉ chuyên hướng đa văn mà không hết mình tu tập đạo lực. Tôn giả ân cần hạ thỉnh Đức Phật hãy khai thị cho ngài những phương tiện tối sơ để dẫn đến sự vi diệu của chỉ quán và thiền định mà chư Như Lai trong nhiều phương được thành Phật đạo. Giữa lúc ấy lại có số lượng Bồ Tát nhường các sông Hằng cùng các vị độc pháp độc giác thanh văn
cùng các vị khác từ các vị sử trong mười phương. Tất cả đều vui thích muốn nghe, họ ngồi xuống và im lặng chờ đợi Thánh chỉ từ bi. Ngài Thánh Hiền đảnh lễ và chờ đợi giáo huấn của Phật. Đức Phật bảo Ngài Thánh Hiền các đại chúng. Lúc bấy giờ Thế Tôn duỗi cánh tay sắc vàng xoay lên đỉnh đầu của Ngài Thánh Hiền, rồi bảo Ngài Thánh Hiền các đại chúng rằng có một chính định tên là Đại Phật Điển Kiều Cánh Kiên Cố Vương Vũ Túc Vạn Hạnh. Nó là con đường đặc biệt dẫn đến một nơi, nó là cánh cửa đặc biệt dẫn đến một con đường vi diệu trang nghiêm mà Chư Như Lai trong mười phương đã siêu xuất thời gian. Hôm nay hãy lắng nghe. Ngài Thánh Hiền đã chắp tay đỉnh lễ và cung kính lắng nghe. Phật là Ngài Thánh Hiền, ông và ta đứng chung một dòng tộc, giữa chúng ta chia sẻ tình cảm thiêng liêng của các tộc. Và lúc đầu tiên khi sơ phát ở đạo tâm, ông đã thấy tướng hạc của thằng sĩ vào trong khắc của ta, mà ông liền điều hỏi ân ái thâm trọng của thế giới. Và những vị thức sẵn khi Thế Tôn khi thấy ba hai tướng hạc của thắng của Như Lai, con thần tự với tâm điểm ánh triển tận như lưu ly, con thần tự ngủ rằng các tướng hạc của thắng này không thể từ bản dục mà sinh ra. Bởi vì sao thế? Bởi vì dục khí thô trưởng, tinh dịch của sao cầu tay ngô và máu mũi tạp loạn thì không thể sinh ra thân hình một thân thể thủ thắng tịnh diệu với ánh sáng vàng tiền kết tụ như vậy. Do đó con khát ngưỡng và cởi bỏ xúc tóc để đi theo Phật. Phật ở ngoài cánh hình hành khai cánh hình, các ông đều phải biết rằng tất cả chúng sinh từ vũ trụ đến nay phải thọ sinh tình kinh tục là do họ chẳng biết đến thưởng trụ chân tâm và tính tự nhiên thể. Thay vào đó họ sử dụng vọng tưởng, do vì tâm tưởng này chẳng thật nên họ phải thọ luân chuyển trong sinh tử. Ông hay muốn biết là vô thượng để chân thật nhận ra hiển tính trong sáng. Ông hãy trả lời câu hỏi của ta với tâm chính trực. Bởi vì Chư Như Lai trong mười phương phải đều đi qua con đường này, do bởi dùng tâm chính trực và lời chính trực như thế nên trong suốt tiến trình tu tập từ quả vị đầu tiên cho đến quả vị cuối cùng, họ vĩnh viễn không phải gặp phải những khúc mắc. Ngài Thánh Hiền, ta đang hỏi ông khi lời chuyên ba hai tiếng hạt thủy thắng của Như Lai mà ông sơ phát khỏi đạo tâm, ông đã thấy gì trong các tướng đó và ai là người yêu mến chúng? Ngài Thánh Hiền thưa với Phật rằng: thưa Thế Tôn, con thấy chúng với tâm và mắt, con yêu mến chúng với tâm và mắt của mình. Do mắt con nhìn thấy các tướng hạng thủ thắng của Như Lai nên tâm sinh yêu mến, sau đó con phát tâm nguyện liền khỏi sinh tử. Như Phật bảo Ngài Thánh Hiền, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Do tâm và mắt của ông là nguyên nhân cho sự yêu mến đó. Nếu ai mà chẳng biết tâm và mắt của mình hiện đang ở đâu thì sẽ không thể hàng phục được trần lao. Đây ví như cái đất nước bị sọc sâm nhiễm và nhà vua của quân diệt trừ, thì trước những nguyên nhân đó trước tiên phải biết bọn sọc đang ở nơi nào. Đây là lỗi của tâm và mắt khiến cho ông luân chuyển trong sinh tử. Ta nên lại hỏi ông chính xác thì tâm và mắt của ông hiện đang ở đâu. Hãy đánh hình thưa với Phật rằng: thưa Thế Tôn, mười loại chúng sinh trên tất cả thế giới đồng tin rằng thức tâm của họ cư ngụ trong thân. Như nay con nhìn xem đôi mắt hai sen xanh của Như Lai thì biết rằng đó là một phần trên gương mặt của Phật. Con đang xem xét mắt, tai, mũi, lưỡi tiếp xúc với ứng trần và chúng đều ở trên gương mặt của con. Sau đó tâm chắc chắn ở trong thân. Phật bảo Ngài Thánh Hiền, bây giờ ông đang ngồi trong giảng đường của Như Lai và ông có thể thấy dòng tâm chiến thắng. Vậy nó đang ở đâu? Ngài Thánh Hiền thưa rằng: thưa Thế Tôn, đại giảng đường trùng các thanh tịnh này ở tại vườn cấp cô độc và dòng tâm chiến thắng thực sự đang ở bên ngoài của giảng đường. Giờ đó ông đang ở trong giảng đường, ông thấy gì trước tiên? Thưa Thế Tôn, con đang ở tại trong giảng đường. Trước tiên con thấy Như Lai, tiếp đến con thấy đại chúng và nhìn kỹ ra ngoài con thấy Thiên Lâm. Ngài Thánh Hiền, tại sao nhìn kỹ ra ngoài con lại thấy Thiên Lâm? Thưa Thế Tôn, do những cánh cửa của cửa sổ của đại giảng đường này mở toát nên đưa thân con ở trong giảng đường nhưng có thể nhìn được rất xa. Thật là Ngài Thánh Hiền đúng như lời ông nói. Tuy thân ở trong giảng đường nhưng vì cánh cửa và cửa sổ mở toát nên họ có thể nhìn xa, ngắm xa đến Thiên Lâm. Giả sử những ai đang ở trong giảng đường mà chẳng thấy Như Lai thì họ có thể thấy cảnh vật bên ngoài chăng? Và những ý thưa với Phật rằng: thưa Thế Tôn, nếu ai ở trong giảng đường mà chẳng thấy Như Lai thì làm sao họ có thể thấy được lúc sừng hay xuống nước? Thật là không có việc ấy.
vận ở ngoài cánh hình. Ngoài cánh hình, ông thì cũng như vậy, tâm của ông có thể hiểu rõ tất cả. Nếu cái tâm hiện tiền có thể thông suốt tất cả của ông mà thực sự ở trong thân, thì nó sẽ hiểu rõ trong thân trước nhất. Có ai mà thấy ở trong thân trước rồi mới thấy cảnh ở bên ngoài chăng? Dẫu cho họ không thể thấy tim gan lá lách hay dạ dày, thì ít nhất họ cũng có thể nhận ra khi móng tay và tóc mọc dài, gân chuyển động hay mạch đập, sao họ lại chẳng thấy? Nếu bên trong còn chẳng thấy thì làm sao có thể thấy bên ngoài? Cho nên phải biết rằng nếu ông nói là tâm hiểu rõ và phân biệt này cư ngụ trong thân, thật không có như thế. Ngài Thánh Hiển cúi đầu và thưa với Phật rằng: thưa Thế Tôn, nghe con nghe Như Lai liên thuyết pháp âm như thế, con hiểu tổng ra rằng tâm của con chắc chắn ở ngoài thân. Vì sao con nói vậy? Nếu như có cây đèn được thắp sáng ở trong phòng thì nó sẽ chiếu sáng ở trong phòng trước, rồi ánh sáng mới xuyên qua cánh cửa và sẽ đến ngoài sân. Hết thảy chúng sinh đều không thấy bên trong mà chỉ thấy ở bên ngoài. Việc này giống như ngọn đèn được thắp ở bên ngoài căn phòng và nó không thể chiếu được vào trong. Nghĩa lý này rất rõ ràng, tuyệt đối không thể nghi ngờ và đồng với ý nghĩa của Phật, có đúng không ạ? Phật là Thánh Hiển, vừa rồi các vị bhikkhu ở đây đã cho ta vào thành phong đức và tuần tự đi cách thực, sau đó họ trở về rừng cây chiến thắng và gói tròn thực phẩm thành từng nắm rồi lấy ăn. Ta đã thọ sai xong, nhưng ông hãy xem các vị bhikkhu, nếu chỉ một người ăn thì mọi người có no được chăng? Ngài Thánh Hiển thưa với Phật rằng: thưa Thế Tôn, dạ không thưa Thế Tôn. Vì sao thế? Bởi vì khi các vị bhikkhu ở đây đều là các bậc đại ở chân, nhưng thân thể và lối sinh hoạt của mọi người chẳng giống nhau, thế thì làm sao chỉ một người ăn và mọi người có thể cùng no chứ? Phật bảo Ngài Thánh Hiển: nếu cái tâm hiểu rõ và phân biệt của ông nhận thấy và biết rằng nó thực sự ở ngoài thân, vậy thì thân và tâm của ông sẽ tách rời và chúng không có liên quan gì đến nhau. Thân của ông sẽ không thể cảm nhận được những gì tâm biết, và tâm của ông cũng không thể biết được những gì thân cảm nhận. Nên ta đưa bàn tay mềm mại như động lên cỏ cho ông thấy, tâm của ông có khởi phân biệt khi mắt nhìn thấy chăng? Và đến hình thương với Phật rằng: thế thì dạ có, thế Thế Tôn. Đức Phật bảo: này Thánh Hiển, nếu mắt và tâm cùng khởi nhận biết thì sao tâm có thể ở ngoài trí? Cho nên phải biết rằng nếu ông nói là tâm hiểu rõ và phân biệt này ở ngoài thân thì không có việc ấy. Ngài Thánh Hiển lại thưa với Phật rằng: thưa Thế Tôn, đúng như lời Như Lai nói, sao vì không thấy ở trong nên tâm không thể ở trong ấy, sao vì thân và tâm làm việc chung với nhau và chẳng thể tách rời nhưng tâm cũng không thể nào ở ngoài, nay con đã biết nó ở đâu. Tức Phật bảo: thế thì nó ở đâu? Ngài Thánh Hiển thưa rằng: thưa Thế Tôn, bởi vì cái tâm này không thấy ở trong nhưng có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng theo suy nghĩ của con, nó cứ ngủ ở trong con mắt. Ví như có người đặt những cái tách lưu ly ở trước con mắt của họ, mặc dù có vật ngăn che nhưng thị giác thì chẳng hề bị trở ngại. Con mắt có thể hiểu phân biệt, hiểu nhìn. Con mắt có thể hiểu rõ và phân biệt tùy theo trường hợp. Cũng như vậy, tâm của cái tâm hiểu rõ và phân biệt này của con không thể thấy bên trong, do vì nó ở trong con mắt. Nó có thể nhìn kỹ và phân biệt rõ ràng, nó không bị chướng ngại, cũng là vì nó ẩn nấp trong con mắt. Và đồng hành Thánh Hiển, hãy cứ cho là tâm ẩn nấp trong con mắt như những gì ông nói thông qua thí dụ về tách lưu ly. Vậy khi người ấy đặt những cái tách lưu ly ở trước mặt của họ và nhìn sông núi, vậy thì người ấy có thể thật sự nhìn thấy những cái tách lưu ly chăng? Dạ có, thưa Thế Tôn, người ấy thực sự nhìn thấy những cái tách lưu ly nếu đặt chúng trước con mắt của họ. Và đồng hành Thánh Hiển, hãy cứ cho là tâm của ông tương đồng, tương tự như qua thí dụ với tách lưu ly và nhìn thấy sông núi. Và tại sao ông không nhìn thấy con mắt của mình? Còn nếu ông nhìn thấy con mắt của mình thì nó sẽ đồng như cảnh vật ở bên ngoài. Nhưng tâm và mắt của ông sẽ có thể làm việc với nhau. Còn nếu chẳng thấy thì tại sao lại nói là tâm hiểu rõ này ẩn núp trong con mắt như qua thí dụ với tách lưu ly? Cho nên phải biết rằng điều ông nói là tâm hiểu rõ và phân biệt này ẩn nấp trong con mắt như qua thí dụ với tách lưu ly, thật không có việc ấy. Ngài Thánh Hiển lại thưa với Phật rằng: thưa Thế Tôn, con nay lại nghĩ như vậy. Nội tạng của chúng sinh thì ở bên trong, còn chiến lỗ thì ở bên ngoài. Nội tạng bị che trong tối, còn chiến lỗ thì có ánh sáng.
Như bây giờ con ở trước Như Lai với hai mắt mở, con thấy ánh sáng và gọi đó là thấy ở bên ngoài. Đến đêm tối thì nhắm mắt lại và con gọi đó là thấy ở trong. Nghĩ đến này có đúng không ạ? Phật bảo ngài đánh hình. Khi ông nhắm mắt lại và thấy đen tối, thì sự đen tối đó là ở trước mắt của ông hay chẳng phải trước mắt của ông? Nếu sự đen tối đấy ở trước mắt của ông, vậy thì sao có thể gọi là ở trong? Hãy cứ cho là nó ở trong. Vậy thì khi ông ở trong một căn phòng tối om, không có mặt trời, mặt trăng hay đèn đuốc, vậy thì cảnh tối tăm ở trong căn phòng ấy phải là cảnh tối tăm ở trong của ông. Còn những sự đen tối đó chẳng phải trước mắt của ông, sao ông có thể nhìn thấy? Cứ cho là ông có thể nhìn thấy bên trong bằng một cách khác hơn so với nhìn thấy bên ngoài. Khi nhắm mắt lại thấy đen tối thì gọi là thấy ở trong. Khi mở mắt ra thấy ánh sáng, tại sao ông không nhìn thấy gương mặt của mình? Nếu không thấy gương mặt của mình thì làm sao có thể thấy bên trong? Còn nếu thấy gương mặt của mình thì cái tâm hiểu rõ này cùng với gương mặt của ông sẽ ở tại hư không? Như thế thì làm sao chúng thuộc về thân thể của ông? Nếu tâm và mắt của ông ở tại hư không thì nó không thuộc về thân thể của ông. Còn nếu tâm và mắt thuộc về thân thể của ông nhưng ở tại hư không, vậy thì như bây giờ Như Lai nhìn thấy gương mặt của ông và nó đáng lẽ ra phải thuộc về thân thể của ông. Nếu như thế thì khi mắt ông nhìn được điều gì, thân của ông sẽ không thể cảm nhận được. Nếu cứ một người khác cho rằng mắt và thân có hai sự nhận biết riêng, vậy thì ông sẽ có hai loại nhận biết và một thân thể của ông sẽ trở thành hai vị Phật. Cho nên phải biết rằng nếu ông nói là thấy đen tối thì gọi nó là thấy ở trong thân, thật không có việc ấy. Ngài Kính Hỷ lại thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, con từng nghe Như Lai khai thị cho bốn chúng đệ tử rằng do pháp, do tâm sinh khi muôn pháp sinh, và bởi vì muôn pháp sinh khi muôn cảnh giới của tâm khởi sinh. Bởi vậy nay con nghĩ như vậy, bây giờ con nghĩ như vậy, thể tính của sư tư đích thực là tâm tính của con, và tùy theo sự kết hợp mà tâm theo đó khởi sinh, nó chỉ không tồn tại ở một trong ba nơi, trong ngoài và ở giữa. Phật bảo ngài Thánh Hỷ: Nay ông lại nói rằng tâm ở, nay ông lại nói rằng do pháp sinh khi muôn cảnh giới của tâm sinh, và tùy theo sự kết hợp mà tâm theo đó khởi sinh. Nhưng một cái tâm như thế thì không có thể tính và không thể kết hợp với bất cứ thứ gì. Nếu một cái tâm không có thể tính mà có thể kết hợp thì tất cả đã có 19 giới thông qua sự kết hợp của trần thứ 7. Nghĩ đến này không thể được. Còn nếu một cái tâm có thể tính thì khi ông tự nhớ mình, ông có nhận biết được là ở trong xa hay ở từ ngoài vào trong. Nếu nó từ trong xa thì ông sẽ nhận thấy trong thân của mình trước. Còn nếu nó từ ngoài vào thì ông sẽ nhìn thấy gương mặt của mình. Là Thánh Thị Thương với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, cái thấy là do con mắt và tâm nhận biết chứ chẳng phải con mắt. Nếu nói rằng tâm nhìn thấy thì chẳng hợp nghĩa. Đức Phật bảo là Thánh Thị: Nếu con mắt có thể thấy thì khi ông ở trong căn phòng lẽ ra cánh cửa và nhìn thấy cảnh vật bên ngoài chứ không phải ông. Lại nữa, khi một ai đó đã chết nhưng con mắt chưa bị hư hoại, con mắt của người ấy lẽ ra phải nhìn thấy cảnh vật, làm sao đã chết mà còn nhìn thấy cảnh vật chứ? Nếu cái tâm hiểu rõ và phân biệt này của ông thực sự có thể tính, vậy thì nó là một thể tính hay nhiều thể tính? Thể tính đó biến khắp hay chẳng biến khắp thân thể của ông? Hay cứ cho là nó là một thể tính, vậy thì khi ông dùng tay nhéo một ngón tay thì cảm giác bị nhéo thì bốn ngón tay khác có cảm giác chăng? Nếu có thì cảm giác bị nhéo đó chẳng thể dồn ở một nơi. Còn nếu cảm giác bị nhéo dồn ở một nơi thì tâm của ông sẽ không chỉ có một thể tính. Nếu tâm của ông có nhiều thể tính, vậy thì ông sẽ trở thành nhiều người. Vậy thể tính nào nhà ông? Giả sử một thể tính biến áp thân thể của ông, vậy thì một cái nhéo có thể lan tỏa cảm giác toàn thân. Còn nếu chẳng biến áp toàn thân ông thì khi ông xúc chạm vào đầu và chân cùng một lúc, ông sẽ cảm nhận, ông sẽ cảm giác sự xúc chạm ở đầu mà không có cảm giác sự xúc chạm ở chân. Nhưng đó không phải là những gì ông cảm nhận. Cho nên phải biết rằng nếu ông nói là tùy theo sự kết hợp mà tâm theo đó khởi sinh, thật không có việc ấy. Và cái gì thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, con cũng nghe Như Lai đảm luận thật tướng với ngài Diệu Cát Tường và các vị pháp môn từ khác. Như Lai nói rằng tâm không ở trong và tâm cũng không ở ngoài. Con hay suy nghĩ như vậy, do tâm không biết chỉ ở trong nên nó không thể ở đó, do thân và tâm biết lẫn nhau nên tâm cũng không thể ở ngoài, do thân và tâm biết lẫn nhau và tâm không thấy gì ở trong nên nó
và hạt sữa. Nước phần nào là cái gì? Ông nghe nói rằng tâm ở giữa thì phải ở một vị trí nhất định nào đó. Thế cái ở giữa này của ông ở đâu? Nó có thể ở ngoài thân hay ở trong thân. Nếu nó ở trong thân thì nó có thể ở trên bề mặt hay ở một vị trí nào đó bên trong. Nếu nó ở trên bề mặt thì không thể gọi là ở giữa. Còn nếu nó ở bên trong thì nó sẽ đồng như ở trong. Cái ở giữa này có vị trí chăng? Nếu có thì có dấu hiệu gì về vị trí đó chăng? Nếu không có dấu hiệu gì về vị trí đó thì ở giữa không tồn tại. Và dẫu cho có dấu hiệu gì về vị trí của nó thì vị trí đó cũng bất định. Vì sao thế? Ví như có người dùng ký hiệu để định dạng vị trí ở giữa. Nhưng khi nhìn từ hướng đông thì nó ở hướng tây, khi nhìn từ hướng nam thì nó ở hướng bắc. Ký hiệu như thế sẽ không thể làm một điểm ở giữa nhất định. Và cũng như vậy, nó không thể làm rõ ràng cho một cái tâm ở giữa, nghĩa là sao? Hãy có nghĩ thưa với Phật rằng, thưa Thế Tôn, ở giữa mà con nói thì không phải ở những nơi đó. Như Thế Tôn đã dạy, căn mắt và sắc trần làm duyên để sinh ra thức của mắt. Căn mắt hiển lộ hình ảnh, còn sắc trần thì vô tri, thức của mắt sinh ra ở giữa chúng. Đây chính là nơi của tâm. Đức Phật bảo hãy có nghĩ. Ông nói rằng tâm sinh ra ở giữa căn mắt và sắc trần. Vậy thì thể tính của tâm có đồng như thể tính của căn mắt và sắc trần hay chăng? Nếu thể tính của tâm đồng với thể tính của căn mắt và sắc trần, vậy thì nó sẽ lẫn lộn của cái nhận biết và cái chẳng nhận biết. Việc này là trái nghịch, thế thì cái ở giữa ở đâu? Còn nếu thể tính của tâm không đồng như thể tính của căn mắt và sắc trần, vậy thì cái tâm của ông chẳng phải nhận biết hay chẳng phải không nhận biết? Một cái tâm như thế thì không có thể tính, làm sao nó có thể ở giữa chứ? Cho nên phải biết rằng điều ông nói là tâm và sữa thì không có việc ấy. Hãy Thánh Hỷ đã thưa với Phật rằng, thưa Thế Tôn, xưa con thấy Như Lai cùng với bốn vị đại đệ tử là Tôn giả Đại Thản Thúc Thiện, Tôn giả Thiện Niệm, Tôn giả Mãn Tử Tử và Tôn giả Thu Lậu Tử chuyển pháp luân và thường nói rằng cái tâm hiểu rõ và phân biệt không phải ở trong cũng không phải ở ngoài ở giữa, nó chẳng ở bất cứ đâu trong nơi đó, nơi nào nơi không cố định gọi là tâm, có thể nào nơi không cố định gọi là tâm chăng? Phật bảo ngài Thánh Hỷ, ông nay nói rằng tính của tâm hiểu rõ và phân biệt này không ở nơi nhất định, nhưng mọi cảnh tượng ở thế gian như là không khí, đất nước, những loài biết bay hay đi đều ở nơi nhất định. Vậy thì cái tâm không ở nơi nhất định này của ông ở chỗ nào, hay nó chẳng ở chỗ nào? Nếu nó chẳng ở chỗ nào, vậy thì nó sẽ tự như dù có lông hay thỏ có sừng. Làm sao ông có thể nói về một thứ không có nơi nhất định chứ? Còn giả sử có thứ tồn tại không có nơi nhất định, những gì không tồn tại thì không có tướng, những gì tồn tại thì có tướng, và bất cứ thứ gì có tướng thì đều có nơi. Làm sao ông có thể nói rằng tâm không ở nơi nhất định chứ? Cho nên phải biết rằng nếu ông nói là tâm hiểu rõ phân biệt này không ở nơi nhất định thì không có việc ấy. Lúc ấy ngài Thánh Hỷ rời khỏi chỗ đứng dậy, bèn áo lộ vai phải hay gối phải quỳ sát đất, chắp tay và cung kính thưa với Phật rằng con là người đem họ út nhất của Như Lai và được Phật loại lòng từ ái. Như Lai con đã xuất gia nhưng vẫn kệ nghiêng vào tình thương đó nên chỉ đa văn mà vẫn chưa được vô lậu. Do không thể chiết phục chú thuật của phạm chí hoàng pháp mà con bị nó dụ dỗ vào nhà con xâm nữ, tất cả đều là do con không biết làm sao để tìm cảnh giới chân thật. Kính mong Như Lai đại từ mong an thị cho chúng con về con đường tu chỉ để chỉ dẫn cho những ai còn kiên chưa được nguyên pháp và để đối kháng với những tà kiến mọt dập. Khi lời ấy nói xong, ngài Thánh Hỷ lui xuống và rồi cùng các đại chúng chờ đợi khao khát để cung kính lắng nghe giáo pháp. Lúc ấy từ khuôn mặt Thế Tôn phóng ra muôn loại tia sáng với nhiều màu sắc, ánh sáng đó chói lòa tự như trăm nghìn mặt trời. Khắp ba thế giới của chư Phật đồng chấn động sáu cách, và số lượng quốc độ nhiều như thế trần các mười phương đồng thời hiện ra. Do ý thành của Phật nên các tất cả thế giới đều hợp thành một thế giới. Ở thế giới đó chư Bồ Tát đứng tại cõi nước của mình, chắp tay để con thỉnh lắng nghe. Phật bảo ngài Thánh Hỷ và các đại chúng, tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay do muôn thứ điên đảo nên tạo hàng số người và tự nhiên như thủy quả cung lá hẹp. Sở dĩ những người tu hành không thể thành tựu đạo vô thượng như các vị thanh văn, chuyên giác, hàng ngoại đạo, chư thiên, chúng ma và các vị hiến thuộc của ma,
là do chẳng hiểu về hai loại căn bổ và nhầm lẫn trong sự tu hành. Họ như những người nhầm cát mà mong trở thành thức ăn ngon. Dẫu cho trải qua số kiếp nhiều vũ bụng thì kết cục cũng chỉ là chẳng thể đến đạt đến được. Những gì là hai tấm hình, một cái tâm tình cầu nhân duyên mà ông và các trưởng sinh cho là tự tính của mình là căn bổ sinh tử từ vô thủy. Hai, thể tính thanh tịnh, bổn nguyên của tự giác tịch diệt. Không có khởi đầu, nó là sự hiểu biết của bổn nguyên, là thật tính của thức. Có thể sinh các duyên và bị các duyên của chúng sinh làm mất đi. Do bởi các chúng sinh làm mất đi sự hiểu biết bổn nguyên này, nên mặc dù nó hiển hiện ở mọi lúc, nhưng họ không thể tự nhận biết mà nhầm lẫn mà sai các đường. Này Thánh Hiền, sau nay ông muốn biết con đường tu trì để ra khỏi sinh tử. Ta bây giờ sẽ hỏi ông thêm một lần nữa. Lúc bấy giờ, Thế Tôn duỗi cánh tay sắc vàng của mình, rồi cong năm ngón tay với hình dáng của bánh xe của ngài lại, rồi hỏi là Thánh Hiền. Rồi ông thấy gì? Thánh Hiền thưa rằng, dạ thấy. Rồi hỏi là Thánh Hiền. Bây giờ ông thấy gì trong? Ngài Thánh Hiền thưa rằng, dạ thấy. Đức Phật bảo, ông thấy gì? Ngài Thánh Hiền thưa rằng, thưa Thế Tôn, con thấy Như Lai nhấc cánh tay của mình lên, rồi cong những ngón tay của ngài thành nắm tay, và từ đó phóng ra ánh sáng làm chói lòa mắt của con. Phật hỏi Ngài Thánh Hiền, ông dùng gì để thấy? Ngài Thánh Hiền thưa rằng, thưa Thế Tôn, con và đại chúng đều nhìn thấy với con mắt của mình. Phật bảo Ngài Thánh Hiền, ông đáp rằng, Thế Như Lai cong những ngón tay thành nắm tay, và từ đó phóng ra ánh sáng làm chói lòa tâm và mắt của ông. Con mắt của ông có thể nhìn thấy nắm tay, nhưng điều gì làm ông cho rằng tâm của ông bị chói lòa bởi nắm tay của ta? Ngài Thánh Hiền thưa rằng, thưa Thế Tôn, Như Lai đang hỏi con về vị trí của tâm. Con nhìn xuống tâm tìm kiếm cùng khóc khắc. Con nhìn xuống tâm tìm kiếm cùng khóc cùng khắc, và khả năng ra sự quyết định đó là tâm của con. Đức Phật bảo, ôi không Thánh Hiền, đó không phải là tâm của ông. Ngài Thánh Hiền kinh ngạc, liền chắp tay cúi đầu thưa Phật rằng, thưa Thế Tôn, nếu đó chẳng phải là tâm của con, vậy đó là gì ạ? Đức Phật bảo, đó là tưởng tâm sinh từ tướng hư vọng của trần cảnh hiện tiền. Nó mê hoặc chân tính của ông, khiến cho ông từ vô thủy cho đến đời hiện tại nhận giọng làm con và đánh mất tâm bổn nguyên thường hằng của mình. Do đó ông phải luân chuyển trong sinh tử. Ngài Thánh Hiền cúi đầu và thưa Phật rằng, thưa Thế Tôn, con là người em họ được Phật thương nhất, và do lòng thương mến Phật nên con xuất gia. Tâm của con chẳng riêng cúng dường Như Lai mà còn phục sự chư Phật và các vị thiện tri thức đến khắp các thế giới, các quốc độ nhiều như các sông Hằng. Con đều dùng cái tâm phát đại dũng mãnh này mà làm những việc khó ở trong chính pháp. Giả sử có khi, nếu có khi con hủy bản chính pháp và vĩnh viễn rời bỏ căn lành của mình, thì cũng chính là cái tâm đó. Nếu sự hoạt động của thấu hiểu này chẳng phải là tâm, vậy thì con sẽ không có tâm, con sẽ đồng như nắm đất hay khúc gỗ. Bởi vì rời khỏi sự nhận biết này thì chẳng có gì tồn tại. Vì sao Thế Tôn nói đó không phải là tâm của con? Nay con thật sự kinh hoàng, và tất cả đại chúng nơi đây không ai mà không khỏi hoài nghi. Nhưng mong Thế Tôn đã từ bỏ hạ thị cho chúng con, những kẻ còn chưa khai ngộ. Khi ấy Như Lai hai thị trong Ngài Thánh Hiền và các đại chúng để dẫn tâm họ vào vô sinh pháp nhẫn. Từ tòa sư tử, Thế Tôn xoay đỉnh đầu Ngài Thánh Hiền và bảo rằng, Như Lai thường nói rằng các pháp sinh chỉ là sự biến hiện của tâm, do đó tất cả đều chịu sự sinh phối của định luật nhân quả. Từ thế giới cho đến các hạt vi trần, nhân bởi nhân quả và hình thành. Ngài Thánh Hiền, nếu Lai xem xét căn nguyên của mọi thứ trên thế giới cho đến còn lá hay chỉ một sợi tơ, chúng ta sẽ thấy rằng chúng đều có thể tính. Dẫu là hư không thì cũng có tên gọi và đặc tính, hơn nữa là tâm thanh tịnh trong sáng như diệu, là tính của tất cả trạng thái não bộ mà chẳng có tự thể hay sao? Nếu ông cứ hăng hăng cho rằng tính hiểu rõ phân biệt và nhận biết là tâm, vậy thì cái tâm đó phải có tự tính riêng và lìa khỏi tất cả sự hòa hợp của sáu của các trần sắc thanh hương vị xúc pháp. Như bây giờ ông đang ngồi trong pháp, ông đang ngồi như pháp của ta, nhân bởi tâm thanh mà ông có thể phân biệt nghĩa lý, dẫu cho ông có thể làm hình bản sự thấy nghe nhận biết và giữ lắng đọng ở bên trong, thì sự hình bóng của sự phân biệt về pháp trần vẫn còn.
Ta không phải bảo ông chỉ chấp nhận nó không phải là tâm của ông, mà ông hãy xem xét tỉ mỉ về tâm của mình. Nếu có sự phân biệt mà liền hỏi những diễn biến của não bộ thì đó tức là chân tâm của ông. Còn nếu tính phân biệt không có tự thể khi điều khoảng khắc trần thì đó là những diễn biến của não bộ, là hình bóng của sự phân biệt. Trần cảnh không thường trụ, và lại chúng sinh ra và hoại diệt ở trong tưởng niệm, và lại nếu cái tâm đó biến đổi hoại, khi cái tâm đó biến đổi hoại diệt thì nó sẽ tự như lông sủ hay sừng thỏ. Như vậy pháp tâm của ông sẽ trao đó và gặp diệt. Vậy thì ai sẽ là người tu hành để bảo vô sinh pháp nhẫn đây? Khi ngài thánh hiển và đại chúng, bây giờ ngài thánh hiển và đại chúng đều lặng câm và không nói được gì. Đức Phật lại bảo: sở dĩ vô số chúng sinh ở trên thế gian mặc dù hiện tiền đã trải qua 9 loại định theo thứ tự nhưng vẫn chưa được lộc tận hay trở thành người đứng chân, là do họ chấp trước cái vọng tưởng sinh tử này mà nhầm lẫn là chân thật. Do đó tuy nay ông đa văn học rộng nhưng không thể thành tựu thánh quả. Khi nghe lời xong, ngài thánh hiển rơi lệ thương xót. Ngài chắp tay hành lễ và thưa với Phật rằng: thưa Thế Tôn, kể từ khi phát tâm theo Phật xuất gia, con đã như vi thần của Phật. Con thường tự nhủ rằng mình không cần phải khổ nhọc tu hành, bởi vì Như Lai sẽ ban chính định cho mình. Con không hề biết rằng thân tâm của mỗi người chẳng thể thay thế cho nhau. Do đó con đánh mất buồn tâm của mình, tuy thân xuất gia nhưng tâm chẳng vào đạo. Con như kẻ công tử bỏ cha chạy trốn. Mãi cho đến hôm nay con mới biết được rằng tuy mình đa văn học rộng nhưng nếu không tu hành thì mình sẽ chẳng học được gì. Đây ví như nếu kẻ cứ nói về thức ăn thì sẽ chẳng thể nào no. Nay chúng con bị xiết bởi hai chướng ngại của phiền não và chướng ngại của hiểu biết, cho nên chẳng biết đến tự tính thủy tịch của tâm. Kính mong Như Lai thương xót chúng con những kẻ khổ khổ mà hiển lộ sự như chân tâm của mọi con mắt lạ của chúng con. Lúc bấy giờ từ chữ ngại trên kính của Như Lai hồng ra con miếng báu, ánh sáng đó chói hòa với trăm nghìn màu sắc và đồng thời chiếu đến tất cả quốc độ nhìn như vi trần của chư Phật khắp mười phương. Rồi nó chiếu sọ vào đỉnh đầu của Như Lai ở trong mỗi Phật tổ báu. Sau đó ánh sáng trở về chiếu đến ngài thánh hiển và đại chúng. Như là Đức Phật bảo ngài thánh hiển và các đại chúng, ngài thánh hiển rằng: ta nay sẽ vì ông mà dựng nên pháp tràng huế và cũng khiến cho tất cả các chúng sinh ở khắp mười phương được mở con mắt thanh tịnh để vào vi diệu bí mật của tướng tự minh tâm. Ngài thánh hiển ông vừa nói rằng, ông thấy nắm tay của Như Lai phóng ra ánh sáng. Nguyên chân gì thì nắm tay của Như Lai phóng ra ánh sáng? Ta đã làm thành nắm tay như thế nào và ông dùng gì để thấy? Ngài thánh hiển thưa rằng: thưa Thế Tôn, do cả thân thể của Phật có màu sắc như vàng rực sông tại châu thắng kim và đỏ thắm như hỏa hiếu báu, và do từ thanh tịnh nên có ánh sáng phóng ra. Con thật sự tận mắt nhìn thấy Như Lai cong những ngón tay với hình dáng bánh xe của ngài lại như nếu có tiếng nắm tay. Phật bảo ngài thánh hiển: bây giờ Như Lai sẽ nói lời thành thật cho ông rõ. Qua thí dụ này, những ai có trí tuệ thì sẽ được khai ngộ. Ngài thánh hiển, hãy lấy nắm tay của ta làm thí dụ. Nếu không có tay, ta sẽ không thể nào làm thành một nắm tay. Nếu không có mắt, ông sẽ chẳng thể nào nhìn thấy. Qua thí dụ về các mắt của ông và nắm tay của ta, sự so sánh ấy có giống nhau chăng? Ngài thánh hiển thưa rằng: dạ có, thưa Thế Tôn. Nếu không có mắt, con sẽ không thể nhìn thấy. Qua thí dụ về các mắt của con và nắm tay của Như Lai, sự so sánh ấy là giống nhau. Đức Phật bảo: ngài thánh hiển, sự so sánh của chúng là giống nhau, tuy nhiên chúng chẳng tương đồng. Vì sao thế? Bởi vì một người không có tay thì chắc chẳng bao giờ làm được một nắm tay, nhưng nếu người không có mắt thì sẽ chẳng phải là không thể nhìn thấy. Vì sao vậy? Bởi vì khi ông hỏi những người mù ở trên đường phố, anh ấy có thấy gì chăng, những người mù ấy sẽ không ngần ngại đáp lại trả lời ông rằng: tôi đang chỉ thấy tối om và trước mắt và không có gì khác để thấy. Và ra theo ý nghĩa này, trần cảnh là chút tự tối, còn thị giác chẳng hề đơn giản. Hãy đánh hình là thưa Phật rằng: thưa Thế Tôn, những người mù chỉ thấy tối om ở trước mắt
thì sao có thể gọi là thấy? Đức Phật bảo, giả sử đem những người mù bỏ chung, giả sử nếu bỏ chung những người mù chỉ thấy tối om ở trước mắt với những người mắt sáng vào trong căn phòng tối om, hai loại đen tối này có khác biệt hay chẳng khác biệt? Dạ không, thưa Thế Tôn. Nếu so sánh về hai sự nhân tố giữa người mắt sáng ở trong căn phòng tối om và người mù kia thì hoàn toàn chẳng có khác biệt. Này nhỉ, giả sử người mù chỉ thấy tối om ở trước mắt kia, bỗng nhiên được mắt sáng trở lại và sợ họ có thể thấy những điều ngoại hình sắc ở trước mắt, ông có thể gọi đó là mắt thấy. Giả sử người mắt sáng ở trong căn phòng tối om và chỉ thấy đen tối và giờ bỗng nhiên được ngọn đèn thắp sáng và họ cũng có thể nhìn thấy từ mọi hình sắc ở trước mắt, ông có thể gọi đó là đèn thấy. Bây giờ nếu đèn có thể thấy thì đã chẳng phải là đèn, và lại nếu đèn có thể thấy thì cũng có liên quan gì đến người mắt sáng đâu, cho nên phải biết rằng cái đèn có thể hiển lộ hình sắc và tiếng thấy là con mắt chứ chẳng phải cái đèn. Con mắt có thể hiển lộ hình sắc và tiếng thấy như thế là do đến từ tâm chứ chẳng phải từ con mắt. Mặc dù là những gì mà các đại chúng nghe lời Phật nói nhưng tâm vẫn chưa khai ngộ nên im lặng, họ chờ đợi được lắng, được tiếp tục lắng nghe âm thanh tuyên giảng tiếng nghe của Phật. Họ chắp tay thanh tịnh tâm ý và chờ đợi lời dạy bảo tiếng nghe của Phật. Lúc bấy giờ Thế Tôn giữ cánh tay phải sắc vàng rồi mở lòng bàn tay chói sáng và mềm mại như bông gòn, có màng lưới được giữ như ngón tay và có hình dáng bánh xe trên những ngón tay. Phật bảo ngài Thế Tôn và các đại chúng, sau khi ta thành đạo, ta đã đi đến Vườn Nai, và vì nhóm năm người có biết xu sải bổn tế và bốn định, ta đi từ các ông mà nói rằng, sở dĩ tất cả chúng sinh không, sở dĩ vô số các chúng sinh không thành tựu Phật đạo hay trở thành bậc hành chân là do họ bị mê hoặc bởi phiền não, tự nhiên xuất phát và đi trần. Bây giờ đương thời các ông do nhân duyên gì mà khai ngộ và ngay được thành tựu thánh quả? Người ấy là giải hồn tế đứng dậy và thưa với Phật rằng, thưa Thế Tôn, trong tất cả các vị trưởng lão hiện diện ở giữa đại chúng đây, con là người độc nhất được tên gọi là giải, do bởi đã giác ngộ hai chữ khách trần mà thành tựu thánh quả. Ví như có một du khách dừng chân ở quán trọ để ăn uống hoặc ngủ qua đêm, một khi đã nghỉ ngơi hoặc ăn uống xong thì người ấy liền thu xếp hành lý và lên đường mà chẳng hề nhàn rỗi ngán lại. Nhưng nếu người ấy thực sự là chủ của quán trọ thì họ sẽ không thể rời khỏi. Dù nó có thí dụ này, người không ở lại gọi là khách, người ở lại gọi là chủ, do bởi chẳng trụ lâu nên nó là tạm thời. Lại ví như bầu trời sau khi cơn mưa vừa tạnh vào buổi sáng, một luồng ánh sáng trong thanh từ mặt trời nhô lên chiếu xuyên qua các lỗ hổng và làm hiển lộ những hạt bụi trong không trung. Thể chất của vi trần là dao động, còn hư không thì tự nhiên. Duy ngẫm một thí dụ này, lặng yên gọi là hư không, dao động gọi là vi trần, và do có dao động nên nó là di chuyển. Đức Phật bảo như thị, lúc ấy ở giữa đại chúng, Như Lai cong những ngón tay với hình bánh xe của ngài lại thành nắm tay, rồi khi đã cong thành nắm tay rồi lại mở ra, khi đã mở năm ngón tay rồi lại cong cong thành nắm tay. Phật hỏi ngài Thánh Hiền, bây giờ ông thấy gì chăng? Ngài Thánh Hiền thưa rằng, thưa Thế Tôn, con thấy Thế Tôn, con thấy Như Lai mở và khép lòng bàn tay của mình ở giữa đại chúng. Đức Phật bảo, ông nói rằng thấy Như Lai mở các bàn tay và sự đại chúng là tay của ta mở và khép hay thị giác của ông mở và khép? Hắn đã nhìn thưa rằng, thưa Thế Tôn, bàn tay bóng của Thế Tôn mở và khép ở sự đại chúng. Mặc dù con thấy Như Lai bàn tay của Như Lai tự động mở và khép, nhưng thị giác của con thì chẳng mở hay khép. Đức Phật bảo, cái gì động và cái gì tĩnh? Ngài đã nhìn thưa rằng, thưa Thế Tôn, bàn tay của Như Lai dao động, còn thể xác của con thì vừa xác hỏi cả sự tịch tĩnh, hơn nữa là dao động hay sao? Đức Phật bảo như thị. Rồi một ánh một luồng ánh sáng máu phóng ra từ lòng bàn tay mềm mại có hình bánh xe của Như Lai và sẽ ngang qua vai phải của Ngài Thánh Hỷ. Ngài Thánh Hỷ ngay lập tức xoay đầu vào bên phải. Đức Phật lại phóng một luồng ánh sáng khác qua vai trái của Ngài Thánh Hỷ, và Thánh Hỷ cũng xoay đầu và nhìn sang bên trái. Đức Phật hỏi, vừa nãy tại sao ông xoay đầu? Ngài Thánh Hỷ thưa rằng, thưa Thế Tôn,
con thấy như là hai phó luồng ánh sáng máu vi diệu chật ngang qua vai phải của con và một luồng ánh sáng khác chật ngang qua vai trái của con. Sau đó con xoay đầu sang bên phải và trái để nhìn. Ngay thế thì khi ông xoay đầu sang bên phải và trái để nhìn Phật quang, là đầu ông dao động hay thị giác của ông dao động? Thưa Thế Tôn, đầu của con dao động, còn thị giác của con thì vượt ra khỏi cả sự tĩnh tĩnh, hơn nữa là dao động hay sao? Đức Phật bảo như thị. Khi ấy Như Lai mà với toàn thể đại chúng rằng: tất cả các ông phải biết rằng, tất cả chúng sinh đều phải biết rằng những gì dao động là vi trần và chúng tự nhiên du khách chẳng hề nán lại. Như vừa rồi các ông thấy đầu của cánh hỉ dao động, nhưng thị giác của ông ta thì chẳng dao động. Lại nữa, khi cánh hỉ thấy lòng bàn tay của ta mở và khép, nhưng thị giác của ông ta thì chẳng mở và khép. Thế thì tại sao nay các ông cho những gì dao động là thân của mình và cho rằng những gì dao động là cảnh của chúng? Phải lại, chúng hình thành và hoại diệt theo kỷ niệm. Các ông nay đã đánh mất chính thân của mình và làm những việc nhân đạo, và do bởi đánh mất chân tính của tâm nên và nhận trần cảnh là của mình, nên các ông vẫn luôn luân chuyển trong luân hồi.